Em xin giới thiệu, đây là bếp ga hàng nồi đi Nhật. Hôm nay em về được 8 cái bếp như vậy nha. Hàng bên em bán ra được bảo hành 12 tháng nên mình cứ yên tâm mà sử dụng. Những cái bếp ga hàng nội địa Nhật này em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh có thể thanh toán đủ 100%, ship code thì cọc trước giúp em 1 triệu. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931 008 099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết vào Zalo và chốt hàng cho các anh nha. Thì hiện tại mình có 8 cái bếp, 4 trắng, 4 đen. Riêng có một cái bếp cuối cùng này nè, do vận chuyển á, nó bị móp nè, nên em thanh lý giá là 1,8 triệu. Riêng cái này thôi nha, riêng cái này thôi là bán thanh lý bán lỗ. Còn những cái khác là vẫn từ 2,5 triệu cho tới 3 triệu tùy loại tùy bếp. Bếp ga hàng nội địa Nhật này có nhiều tính năng, nhiều ưu việt mà so với bếp hàng thị trường mình không có được. Đầu tiên phải nói đến đó là độ bền. Bếp ga hàng Nhật rất là bền nha, hầu như là bền vô đói. Mình đầu tư một lần, mình xài rất là lâu, 5, 10 năm, mười mấy năm không chừng, không cần đầu tư nữa. Cái thứ hai là nó không hao ga. Nó có nhiều cái ưu điểm ở trên cái bếp này. Không hao ga là do nó có cái sensor nhiệt á. Khi mà quá lửa, quá nhiệt độ hay là gió thổi hay là nó đều khóa ga hết, nó làm cho ga không có xì, không có cháy nổ, rất là an toàn cho người sử dụng. Và đương nhiên không xì thì nó sẽ không có hao ga. Còn bình thường á, mình xài cái bếp thị trường mình bật lên mà mình lỡ nó xì ga, hôi rất là hôi và nguy hiểm vô cùng, thì đương nhiên ga bay càng nhiều thì mau hết ga, đúng không? Còn cái lượng lửa ở trên cái bếp này nó có cái nút sensor cảm ứng á, nó có thể điều chỉnh cho mình được luôn. Một điều nữa là nó có tính năng á là khóa ga an toàn khi mà mình đặt bếp lên, mình quên bỏ dầu, quên bỏ nước, chiên xào nấu mà mình quên, mình đi công việc hoặc là mình có khách hay là có trẻ nhỏ, mình lo lu bu, mình bận quá đi, thì mình quên cái điều chỉnh nhiệt độ khi mà tới cái ngưỡng cạn nước, cạn dầu hoặc là chuẩn bị khét, nó khóa cho mình luôn, rất là an toàn. Thức ăn hư thì không đáng sợ bằng ga giò rỉ, đúng không? Hư mình có thể mua con cá khác, miếng thịt khác mình nấu, nhưng mà rò rỉ ra rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ trong chính ngôi nhà của mình. Nên đầu tư chỉ có 2 triệu ngoài thôi, mình sử dụng một cái bếp ga nấu hàng ngày, tính ra rất là rẻ và an toàn cho bản thân mình, cho gia đình mình mới quan trọng. Gió thổi tạt qua tắt ga cũng khóa. Bỏ bếp, bỏ chảo, bỏ nồi lên nấu mà quên nó khét hay là nó cạn nước nó cũng khóa. Chạo thức ăn nhiễu lên sensor nó cảm ứng được có cái gì đó nguy hiểm nó cũng khóa. Và rất là nhiều tính năng khác nữa. Và đặc biệt cái bếp ga này nó tích hợp 2 bếp nấu phía trên và 1 bếp nướng phía dưới. Đây, phía dưới này nó có bếp nướng nè. Không cần đốt than đốt gì cho cực. Bỏ thịt gà, thịt heo, rồi bất cứ cái gì đó mình bỏ vào đây, đóng nắp lại, bật lửa, liu riu. Nấu ở trên xong thì ở dưới nó cũng nướng xong luôn rồi. Rất là tuyệt vời và tiện ích, vừa nấu vừa nướng. Do em làm cái clip là clip tổng như vậy, nhưng khi mà các anh, các chị chốt hàng xong, nhân viên bên em sẽ lấy cái bếp đó ghim vào bình ga bên này, test lửa và quay cái clip đảm bảo bếp hoạt động ok, gửi qua Messenger, gửi qua Zalo hoặc là FaceTime cho mình nha. Em sẽ có cái clip test từng cái bếp gửi qua cho mình sau khi mình chốt hàng xong. Còn bây giờ 8 cái bếp em không thể nào mà em ngồi test lửa từng cái cho các anh các chị được, thông cảm giúp em nha. Hàng em bán ra đảm bảo hoạt động hoàn hảo, nguyên zin và bảo hành 12 tháng cho mình sử dụng. Nên các anh các chị cứ yên tâm về vấn đề là độ bền của bếp cũng như là các chức năng đều hoàn hảo. Cuộc sống hiện đại thì mình phải sử dụng những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu nhanh tiện, hợp lý cho mình, chứ mình đâu có thể nào như xưa mình bắt ngồi mình bắt quạt than hay là gì đó lên để mình nấu nướng nữa, đúng không? Khi mình sử dụng cái bếp này, thêm một ưu điểm nữa là rất là tiện lau chùi. Cái mặt men của nó rất là bóng, mình lau chùi rất là dễ. Thì bây giờ em xin kết thúc luôn clip test nha. Các anh nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008
0999 để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xuất hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh có thể chuyển đủ 100%, còn ship code thì cọc trước giúp em 1 triệu nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship nha. Đây em quay lại một lần nữa. 4 cái bếp màu trắng, 4 cái bếp màu đen. Có hai hiệu Rinnai và Paloma. Riêng cái bếp cuối cùng do vận chuyển nó mất nha, nên em thanh lý là 1.8 triệu cho mình về sử dụng. Chức năng hoàn hảo, chỉ là xấu cái mặt trên nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.